Xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đây là lô 16 cái cần 2 khúc, 3 khúc chất liệu là cần fit. Và hôm nay mình có lô này thì giá nó cũng tương đối rẻ thôi các bạn, tầm khoảng từ 167 tới 400 trở lại. Thì đây mình có tất cả là 16 cây, chiều dài là từ 1m8 cho đến là 2 từ 1m8 cho đến là 3m9. Giá báo trên video là chưa bao gồm phí ship nha. Ship cố toàn quốc vẫn là 40.000 một đơn đối với cần nha các bạn. Cái số 1 đầu tiên này. Cái số 1 đầu tiên ở đây mình có cây này là tróc tem mạc rồi, tróc tem mạc. Phần già là 1m8 2 khúc, phần tay cầm của nó là tay cầm gắn gỗ. Bát của nó là bát Fuji Six. Bát gặp nha, khoe là khoe Fuji lại sứ trắng. Cây này là dài 1m8 và có tất cả là cây này có tất cả là 4 khoe mua cùng cả đầu bu. Ngọn rất là mảnh dẻo. Đây ngọn như thế này. Cái này thì ngọn nó mình đo được là ngọn 2 ly nhưng mà ngọn khá là dẻo. Cái này thích hợp cho khách nào câu tôm, câu bè, câu cá nhỏ, câu giò, câu bóng đục nha. Ngọn rất là dẻo nha các bạn. Đây. Ngọn cực kỳ dẻo. Độ cứng cái này cứng từ khoảng 10 đến 15. Phần đúc ống cần là bằng inox như thế này. Dài là 1m8 2 khúc, ngọn 2 ly. Màu đỏ. Cái này là cây số 1. Cái này nặng là 180g, giá là 170.000. Tiếp theo là cây cần số 2. Số 2 ở đây mình có là một cái cần 3 khúc. Cây này là của TFR Work, dòng TFR Work hàng chiếc xin hàng nội địa Nhật nha. Cây này là dài 3m3, dài 3m3 và có 3 khúc. Phần chua của nó là chua cán gỗ này, tay cầm này được quấn nhựa. Cái này là cây số 2 mình nhầm. Bát của nó là bát Fuji nha, Fuji bát 8, khoe Fuji loại sứ trắng. Dài là 3m3, 3 khúc. Khoe Fuji sứ trắng. Phần ngọn nó dạng khoe nhỏ như thế này các bạn. Cái này thì ngọn nó khá là cứng. Ngọn này mình đo được là 2.3 ly, độ cứng cái này cứng tầm khoảng 30 đến 40. Ngoại hình thì cái này cũng có sờn xước, có trầy xước nha. Có sờn xước như thế này các bạn. Dài là 3m3, 3 khúc, có tất cả là 2, 4, 6, 8, 9 khoe mua gồm cả đầu buông. Hàng của hiệu TFR Work, có sờn xước như thế này. Dài 3m3, cái này là cây số 2. Nặng là 540g, cây này giá là 340. Tiếp theo là cây số 3. Số 3 ở đây mình có là một cây hiệu Ryobi. Cái này là cây Ryobi, dòng là dòng Ryobi, dài là 2m4, cứng 50. Kiểu dáng của nó dòng này cần rất là giống cần carbon các bạn, kiểu dáng rất là đẹp. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Phần chua là chua cán gỗ, góc cần. Bát này là bát Fuji, bát 7, bát gập. Khoen là khoen Fuji là đã sáng. Dài là 2m4, có 2, 4, 6, 7 khoe mua và đầu bu, màu xanh như thế này. Ngoại hình thì cái này còn khá là sáng đẹp, độ mới cái này mới tầm khoảng 70-75%, trầy sức ít. Ngọn này mình đo được cái này ngọn là 2.2 ly, ngọn 2.2 ly, ngọn nó là dài ngọn tháp như thế này. Cứng 50, dòng này thì các bạn có thể câu ngâm được, câu ngâm, câu xong, câu cá tầm khoảng 5-6-7kg được. Ngoại hình thì còn rất là sáng đẹp. Cái này là cây số 3, nặng là 280g, cây này có giá là 400.000. Tiếp theo là cây số 4. Số 4 ở đây mình có là một cây hàng nội địa. Cái này là cây hàng nội địa, dài là 1m65, 2 khúc. Độ cứng là cứng khoảng 30. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Tay cầm của nó là tay cầm cán gỗ. Bát này là bát Fuji, bát 7. Khoen Fuji là sứ trắng. Dài là 1m85, có 2, 4, 6, 6 khoe mô cùng vào đầu buông. Ngọn này mình đo được là 2.3 ly, cứng 30, có sờn xước như thế này. Cái này là cây số 4, nặng 280g, cái này giá 280.000. Tiếp theo là cây số 5, số 5 ở đây mình có là một cái cần 3 khúc. Cái này là của Daiwa, dài là 3m3, 3 khúc. Tay cầm của nó là tay cầm cán gỗ, bát vặn như thế này. Khoe là khoen Fuji là sứ trắng. Dài là 3m3, 3 khúc và có tất cả là 4 khoe mua cùng vào đầu bu. Ngoại hình thì có sờn xước như thế này các bạn.
Ngoại hình thì có sơn xước như thế này nha. Ngọn này mình đo được là 3.1 ly. Độ cứng cái này cứng tới khoảng 30, dài 3 mét 3 khúc, cứng 30. Ngoại hình thì có sơn xước, nói chung là cây này cũng sơn xước nhiều các bạn. Cây này là cây số 5, nặng là 520g. Cây này có giá là 350.000. Tiếp theo là cây cần số 6. Số 6 đây mình có là một cái cây hàng trung xuất Nhật của Power Max, dài là 2m4. Dài 2m4, cứng 30, có 2 khúc như thế này. Mở cái này lên cho dễ thấy chút. Dài là 2m4, cứng 30, có 2 khúc như thế này các bạn. Bằng tay cầm của nó là tay cầm cán mới sót. Bát này là bát hắc, bát vặn nha, bát hãng. Khuyên là khuyên hãng lợi xứ đen. Dài là 2m4, 2 khúc, cứng 30, có 2, 4, 6, 7 khuyên mua gồm vào đầu bông. Ngoại hình tổng thể của nó nha. Ngoại hình thì cái này cũng còn tương đối sáng. Độ mới cái này mới tầm khoảng 70%. Ngọn này mình đo được là 2.8 ly. Ngọn 2.8 ly. Cứng 30. Cây số 6 này có giá là 200.000. Số 6 giá 200.000, nặng 240g. Tiếp theo là cây số 7. Số 7 ở đây mình có là một cây của hàng TFR Quốc, hàng nội địa Nhật, dài là 3m9. Độ cứng là cứng tầm khoảng 30, 3m9, 3 khúc. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Tay cầm của nó là tay cầm cán gỗ. Bát này là bát vặn. Khoen Fuji là sứ trắng, khoen đại ba có thể gặp được. Cây này là dài 3m9, có 2, 4, 6 khoen bao gồm vào đầu buông. Ngoại hình thì có sườn xước như thế này. Màu của nó là màu vàng chanh như thế này. Có sườn xước như thế này các bạn. Tróc sơ bên ngoài nha. Cái này ngọn đó mình đo được là ngọn 4 ly. Dòng này thì các bạn có thể câu tra, câu ngâm, câu bao tiêu, câu bạc bãi. Của hàng TFR Quốc, hàng nội địa Nhật. Cái này là cây số 7. Nặng là 730g, cái này giá 400.000. Tiếp theo là cây số 8. Số 8 ở đây mình có là một cây cần rút. Cái này là một cây gần rút của hàng Olympic, dài là 3m9, ngọn H. Cây này được sản xuất ở Cora nha. BX Sắp. Dòng này là dòng sắp câu lục, câu lăng xê, câu bạc bãi. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Dài là 3m9, phần gốc cần này. Gốc này mình đo được là phi 29.5 ly. Bát của nó là bát Fuji, bát 7. Khoen là khoen Fuji là đã xám. Cây này thì có 2, 4, 5 khoen mua vào đầu bu. Khoen đầu bu của nó là bị thay khoen thường, nhưng mà dòng này là dòng khoen thường, nhưng mà dòng khoen khoen xích môi trời. Dòng này thì ra dây rất là tốt. Cái này thì ngọn này mình đo được là ngọn 3 ly các bạn. Độ cứng cái này cứng tầm khoảng 25, bên cần sấp, cần lục. Cứng 25. Thì tương đương cứng tầm khoảng 30-35, bên cần cái này cứng tầm khoảng 35, bên cần rút. Cần khúc bình thường á. Đây có sờ xuống như thế này. Còn rút thì mình còn số lượng ít nên mình bán xả luôn nha các bạn. Ngoại hình thì màu của nó là màu đỏ như này, đỏ đô này. Ngoại hình thì cây này có sờn xước. Nói chung là có sờn xước nhỏ nhỏ như này. Sờn sơn bên ngoài không ảnh hưởng gì tới phôi hết nha, vẫn câu kéo bình thường. Ngoại hình thì có sờn xước như này. Dài 3m9, dòng này là câu lục. Câu lục đầu cành, câu bao tiêu, câu lăng xê. Đây là cây số 8. Câu bạc bãi biển cũng được nha các bạn. Nặng là 460g, thu gọn về là 1m1. Cái này có giá là 280.000. Hàng Olympic. Tiếp theo là cây số 9. Số 9 ở đây mình có là một cần 2 khúc. Hàng này là của nội địa Nhật, của dòng Hinox, hàng này logo hình con cá Hinox, hàng nội địa Nhật. Cái này là dài 1m8 và có 2 khúc. Dài 1m8, 2 khúc. Phần tay cầm của nó là tay cầm cán nhựa. Bát này là bát Fuji Sit, bát gập. Khoen Fuji là sứ trắng. Dài 1m8, có 2, 4, 6, 6 khoe mô gồm cờ đầu bông. Màu của nó là màu nâu như thế này. Có sờn xước như thế này nha. Đầu bu của nó là bu rồng rọc các bạn. Dòng này thích hợp cho khách nào đánh bè. Hoặc là câu bè hoặc là câu... Cái này thì ngọn này mình đo được là 3.6 ly. Ngọn nó cũng tương đối cứng. Dòng này khách nào câu bè hoặc câu đáy. Thân rất là nhỏ gọn,
thân rất là nhẹ, nhỏ gọn. Cây là cây số 9, nặng là 180g, cây này có giá 250.000. Ngoại hình thì có sờ xước như này. Giá 250. Tiếp theo là cây cần số 10. Số 10 ở đây mình có là một cây hàng Ryobi. Cái này là cây Ryobi dài 3m9, là một cây cần rút. Cái này là dài 3m9. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Phần tay cầm này, ống cần này mình đo được là Phi 30. Ống có sờn xước như thế này. Bát còn là bát Fuji. Khoen là khoen Fuji là đã sáng. Cái này có 2, 4, 5 khoen mua quần cả đầu bông. Cái này là phần ống cần là bị dính keo như thế này. Ngọn này mình đo được là 2.75 ly. Ngọn 2.75 ly, chất của nó là chất phíp đỏ nha. Phíp đỏ là chất dòng phíp tốt nhất trong dòng ngọn phíp. Có sờ xước nhỏ nhỏ. Đây, ở đây là dính keo này. Dài là 3m9. Đầu cứng cái này cứng tầm khoảng 25. Giống hoa đầu tiên như này. Cái này là cây số 10. Nặng là 400g, thu gọn về là 112 cm. Cây này có giá là 300.000. Tiếp theo cây số 11. 11 ở đây mình có là một cần 3 khúc. Cái này là một cây Olympic, dài là 3m3 khúc. Dài 2m7, mình nhầm nha. Cái này là một cây Olympic, dài là 2m7 và có 3 khúc nha các bạn. Màu của nó là màu nâu. Tay cầm của nó là tay cầm trắng gỗ. Khoen là khoen Fuji xứ trắng, bát phẳng. Dài là 2m7, có 2, 4, 6 khoen vô cùng cả đầu bông. Màu của nó màu nâu như thế này nha. Màu nâu, màu cà phê sữa. Cái này thì ngoại hình có sờn xước nhẹ. Độ mới cái này mới tầm khoảng 65-70%. Ngọn này mình đo được là 2.7 ly. Dòng này ngọn dẻo này. Độ cứng cái này cứng tầm khoảng 20. Dòng này thích hợp cho khách nào câu sông, câu rô phi, hoặc là câu bè, câu cá nhỏ nha. Đây, có sờn xước này. Cái này là cái số 11. Nặng là 240g. Cái này có giá là 300.000. Tiếp theo là cái cần số 12. 12 đây mình có là một cần 3 khúc, dài là 3m9. 3 khúc dài 3m9. Hàng này là của đây. Mở hết tem màng rồi các bạn. Cái này mở hết tem màng, dài 3m9, 3 khúc. Màu của nó là màu xanh, xanh dương nhạt, nhạt như này. Ngoại hình tổng thể này, tay cầm của nó là tay cầm cán gỗ. Bát này là bát vặn, bát lớn, khoen Fuji loại sứ trắng. Dài là 3m9 và có tất cả là 4 khoen mô cùng cả đầu bông. Ngoại hình thì có sờn xước dọc ống cần, sờn xước nhiều nha. Cái này thì ngọn này mình đo được là 3.4 ly, 3.4 ly. Phần ngọn nó như thế này. Độ cứng cái này cứng từ khoảng 35. Dòng này thì câu bạc bãi biển, lăng xê, ngâm cũng được nha. Ngoại hình có sờ xước. Cây này là cây số 12. Nặng là 760g. Cây này có giá là 380.000. Tiếp theo là cây số 13. 13 ở đây mình có là một cây cần 3 khúc, dài 3m, hàng của Enrica, hàng nội địa Nhật nha. Cây này là dài 3m, 3 khúc như thế này. Phần tay cầm của nó là tay cầm cán gỗ. Bát này là bát gập, bát Fuji FX8 bát gập. Khoen Fuji là sứ trắng, khoen đề ba có thể gập được. Dài là 3m3 khúc và có tất cả là 5 khoen mua gồm vào đầu bô. Ngoại hình thì có sờn xước nhỏ nhỏ như này. Ngọn này mình đo được là 3.6 ly. Ngọn 3.6 ly.
Độ cứng cái này thì cứng tầm khoảng 30 nha các bạn, 30-35. Dài là 3m3 khúc. Ngoại hình tổng thể này có sờn xước như này. Phần này là phần dính bẩn này. Dính bẩn này. Cái phần này là dính bẩn này. Sờn xước ở đây. Hàng của Enrique, hàng nội địa Nhật. Cây này là cây số 13, nặng là 500g. Cây này giá là 320.000. Số 14 ở đây mình có là một cây cần nội địa. Dài là, cây này là dài 2m1, có 2 khúc. Dòng là dòng câu biển. Phần chua nó là chua cán gỗ, tay cầm được quấn nhựa. Bắt này là bắt Fuji, bắt 8. Khoen Fuji là sứ trắng. Dài là 2m1, có 2, 4, 6, 7 khoen vuông cả đầu bông. Ngoại hình tổng thể của nó, màu nó màu nâu, có sờn xước. Cái này thì tróc có tem mạc rồi. Dài là 2m1, ngọn này mình đo được là ngọn 5 ly. Cái này ngọn lớn, thích hợp cho khách nào câu biển. Câu biển, câu tra. Ngọn 5 ly, ngọn khá là cứng nha. Độ cứng cái này cứng tầm khoảng 80-100 nữa. Ngọn khá là cứng. Ngọn 5 ly. Dòng này câu ngâm, câu đáy cũng ok. Cái này thì cứng nhưng mà trọng lượng nó khá là nhẹ các bạn. Rất là gọn, nhỏ, gọn, nhẹ. Cái này là cây số 14. Nặng là 320g. Cái này có giá là 340.000. Tiếp theo là cây số 15. 15 ở đây mình có là cây hiệu Olympic. Cái này là cây Olympic, dài là 3m. Cái này là dài 3m6 à. Dài 3m6. Olympic dài 3m6, 3 khúc như thế này. Màu đó là màu xanh mạ. Ngoại hình tổng thể là như thế này nha. Tay cầm của nó là tay cầm cán gỗ. Bát này là bát vặn. Khoen này là khoen Fuji là sứ trắng. Dài là, dài là 3m6, 3 khúc, có 2, 4, 5 khoe mô gồm cả đầu bông. Ngoại hình thì có sờ xước như này. Cái này thì ngọn này mình đo được là 3.2 ly. Cái này thì ngọn nó tương đối dẻo nha. Độ cứng cái này cứng tầm khoảng 25-30. Cái này độ cứng mình cần rút, cần khúc thì tầm khoảng 30 các bạn, ngọn dẻo. Dòng này thích hợp cho khách nào câu sông, câu tra nhỏ hoặc là câu chép. Đây, có sờn xước như thế này. Cái này là cây số 15, nặng là 620g. Cây này có giá là 350.000. Thế là cây cuối cùng, cây số 16. Cây số 16 ở đây mình có là một cây hiệu Daiwa. Cái này là cây Daiwa, dài 3m6, 3 khúc. Màu nó là màu màu vàng, vàng đất nha. Có 3 khúc như thế này. Tay cầm của nó là tay cầm cán gỗ. Bát này là bát vặn. Khoen Fuji là sứ trắng. Dài là 3m6 và có tất cả là 4 khoen vô cùng đầu, cả đầu bu. Khoen này ba có thể gặp được. Ngoại hình tổng thể thì có sờn xước như này. Có sờn xước như này. Ngọn này mình đo được là 3.5 ly. Dài là 3m6, 3 khúc, ngọn 3.5. Còn ngọn nó như thế này. Độ cứng cái này cứng tầm khoảng 30-35. Dài là 3m6. Cái này là cây cuối cùng, cây số 16. Nặng là 720g, cây này giá 380.000. Thì mình đã giới thiệu qua tất cả là 16 cái cần khúc. Các bạn lấy thế nào thì comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số là 0903 154 991. Cảm ơn, xin chào tất cả các bạn.